Nga ban bố tình trạng khẩn cấp tại Nova Kakhovka do vỡ đập thủy điện. Hiện nước tại nhiều nơi ở Nova Kakhovka đã lên tới 10 mét, 14 khu dân cư nằm trong vùng lũ lụt và tổng cộng 80 làng có thể ngập sâu. Người dân gần các khu vực này đang được đi sơ tán. Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết tình trạng khẩn cấp đã được ban hành tại thị trấn Nova Kakhovka mà quân đội Nga đang kiểm soát ở tỉnh Kherson của Ukraine sau vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka. Lệnh trên do chính quyền địa phương ban bố ngày 6 tháng 6, thị trưởng Nova Kakhovka, ông Vladimir Leonjev, cho biết thị trấn này đang ngập trong nước. Theo tin tức cập nhật, hơn 600 ngôi nhà thuộc 3 khu dân cư ở bên bờ sông Dnieper tại Nova Kakhovka đã ngập lụt. Đất nông nghiệp dọc sông Dnieper đã bị cuốn trôi. Hiện nước tại nhiều nơi tại Nova Kakhovka đã lên tới 10 mét, 14 khu dân cư nằm trong vùng lũ lụt và tổng cộng 80 làng có thể bị ngập sâu. Người dân gần các khu vực này đang được đưa đi sơ tán. Trước đó, lực lượng hỗ trợ tình trạng khẩn cấp cho biết 14 trong số 28 mố cầu của đập nước tại nhà máy Nova Kakhovka đã bị sập do các vụ không kích trong đêm. Theo TASS, binh sĩ Ukraine đã tiến hành một đợt không kích trong đêm ngày 5 tháng 6 nhằm vào cơ sở phát điện này bằng hệ thống phóng rocket đa nòng Onkha. Cuộc không kích đã phá hủy nhiều van nước và khiến các máy bơm nước không thể kiểm soát được dòng chảy. Tuy nhiên, phía Ukraine đã lên tiếng cáo buộc các lực lượng của Nga đã làm vỡ đập, đồng thời cảnh báo những hậu quả to lớn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã triệu tập một cuộc họp khẩn Hội đồng An ninh Quốc gia. Cùng ngày, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết vụ vỡ đập Kakhovka không ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn cung điện của nước mình. Tuyên bố nhấn mạnh điện được sản xuất đủ để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Trong khi đó, người đứng đầu Crimea, ông Sergei Aksionov cho biết nguy cơ mực nước tại kênh Bắc Crimea sẽ giảm sau vụ vỡ đập này. Đây là kênh đào nơi cung cấp nước ngọt từ sông Dnipro cho bán đảo này. Tuy nhiên, theo vị quan chức trên, hiện Crimea có đủ nguồn dự trữ nước và nguy cơ có thể rõ rệt hơn trong vài ngày tới. Crimea phụ thuộc lớn vào nguồn nước từ kênh này. Cùng ngày, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ông Rafael Grossi, cho biết vỡ đập Kakhovka sẽ dẫn tới việc thiếu nước làm mát tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và có thể làm gián đoạn hoạt động của các nhà máy phát điện khẩn cấp. Đập Kakhovka vốn là nơi cung cấp nước làm mát cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Sự cố trên đang làm dấy lên lo ngại về một sự cố hạt nhân tại nhà máy điện lớn nhất châu Âu này. Đập Nova Kakhovka đóng vai trò quan trọng ra sao? Đập Nova Kakhovka ở Kherson có vai trò quan trọng chiến lược ở miền nam Ukraine. Hiện cả Ukraine và Nga đều đang đổ lỗi cho nhau về việc gây ra vụ vỡ đập vào sáng ngày 6 tháng 6. Vào đầu giờ ngày 6 tháng 6 theo giờ địa phương, cảnh quay bắt đầu xuất hiện cảnh nước tràn ra từ đập Nova Kakhovka. Theo báo Guardian, đập Nova Kakhovka cao 30 mét và dài 3.273 mét, cách thành phố Kherson khoảng 30 km về phía đông. Con đập bắc qua sông Dnipro của Ukraine giữ lại một hồ chứa nước khổng lồ. Nó được xây dựng vào năm 1956 như một phần của nhà máy thủy điện Kakhovka. Hồ của con đập chứa khoảng 18.000 km khối nước, tương đương với thể tích của hồ muối lớn tại Utah, Mỹ. Việc phá vỡ con đập có thể gây ra tình trạng ngập lụt ở các khu định cư bên dưới đập, bao gồm cả Kherson, nơi mà lực lượng Ukraine đã tái chiếm vào cuối năm 2022. Ngay sau khi con đập bị nổ tung, người đứng đầu vùng Kherson đã kêu gọi người dân sơ tán khỏi khu vực và cảnh báo rằng nước sẽ đạt mức nguy hiểm trong 5 giờ tới. Nước từ hồ chứa cung cấp cho khu vực phía nam bán đảo Crimea cũng như nhà máy hạt nhân Zaporizhia lớn nhất châu Âu nằm ở phía bắc. Đập Nova Kakhovka cũng giúp cung cấp năng lượng cho nhà máy thủy điện Kakhovka. Việc phá hủy con đập sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề năng lượng của Ukraine. Nó cũng có khả năng phá hủy hệ thống kênh đào tưới tiêu cho phần lớn miền nam Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea mà Nga sắp nhập vào năm 2014. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vào tháng 2 năm 2022, đập Nova Kakhovka đã được coi là mục tiêu tiềm năng vì cả tầm quan trọng chiến lược của nó cũng như thiệt hại nếu nó bị phá hủy. Con đập đã bị Nga kiểm soát từ tháng 2 năm 2022. Vào tháng 10 năm 2022, khi Ukraine đang trong quá trình giành lại phần lớn Kherson bị phía Nga kiểm soát, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây cảnh báo Nga không được cho nổ con đập. Ông cảnh báo đập sẽ làm ngập lụt một khu vực rộng lớn ở miền nam Ukraine. Vào thời điểm đó, ông Zelensky tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã đặt chất nổ bên trong con đập. Ông Zelensky cho biết việc phá hủy con đập đồng nghĩa với một thảm họa quy mô lớn và so sánh hành động đó với việc sử dụng khí tài hủy diệt hàng loạt. Tình báo quân đội Ukraine cho biết quy mô của thảm họa sinh thái sẽ vượt xa biên giới Ukraine và ảnh hưởng tới toàn bộ khu vực Biển Đen. Sau khi Ukraine chiếm lại Kherson vào tháng 11 năm 2022, những hình ảnh về một số thiệt hại đáng kể cho con đập đã xuất hiện. Nga cáo buộc Ukraine nã pháo vào con đập trong chiến dịch tái chiếm Kherson. Vào tháng 5 năm 2023, cư dân ở một ngôi làng gần đó báo cáo lũ lụt đang diễn ra và họ đổ lỗi cho việc chiếm đóng Nova Kakhovka của Nga. Trao đổi với hãng tin Reuters, người dân địa phương cho biết mực nước bắt đầu dâng cao từ tháng 4, có lúc lên tới 30cm một ngày và vẫn tiếp tục dâng cao kể từ đó. Các quan chức Ukraine cho biết mực nước của sông Dnipro dâng cao, do đó các khu định cư ở vùng Zaporizhia bị ngập lụt có liên quan tới việc Nga chiếm đóng đập Kakhovka.
nhưng họ nói thêm rằng họ không thể nói chính xác lực lượng Nga đang làm gì ở con đập vì chính họ cũng không có quyền tiếp cận. Một quan chức năng lượng của Nga cho biết vào tháng 5 vừa qua rằng con đập có nguy cơ bị tràn ngập bởi mực nước cao kỷ lục. Vụ tập kích Belgorod chiêu dụ quân chủ lực Nga để Ukraine phản công. Nga gần đây đã ghi nhận bước leo thang mới trong chiến sự với Ukraine khi những nhóm phá hoại xuất phát từ Ukraine tấn công sâu vào tỉnh Belgorod thuộc Nga. Đây liệu có phải là hành động leo thang xung đột thông thường hay ẩn chứa nhiều chiến lược khác của Kiev khi hành động tấn công diễn ra vào đúng thời điểm Ukraine đang chuẩn bị cho đợt phản công vốn bị trì hoãn từ mùa xuân sang mùa hè năm 2023. Dù chưa bao giờ thừa nhận có liên quan tới các nhóm tấn công vào tỉnh Belgorod, nhưng rất khó có thể giải thích rằng Kiev không biết về sự tồn tại của các nhóm phá hoại này khi họ được vũ trang bằng khí tài của Mỹ và phương Tây, trong đó có cả xe bọc thép hạng nặng. Hơn thế nữa, với cục diện chiến trường hiện tại, Ukraine cũng có khá nhiều lý do để truyền lửa vào trong lãnh thổ Nga. Sau thất bại tại Artemovsk hay Bakhmut, theo tên gọi của phía Ukraine, và tuyến phòng thủ kiên cố của Nga đã xây dựng dọc theo chiến tuyến dài hơn 1.000 km, rất khó nhằn. Việc tấn công thành công vào lãnh thổ Nga được cho là có thể tạo tiếng vang tốt hơn nhiều cho Kiev. Bằng chứng cho việc này là sự xuất hiện dày đặc về thông tin của đợt phản công của những nhóm phá hoại nhằm vào tỉnh Belgorod trên truyền thông phương Tây. Còn việc Nga giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut chiến lược chỉ là thông tin nhỏ. Mặt khác, sự liên quan trực tiếp hay gián tiếp của Ukraine với các hành động tấn công vào lãnh thổ Belgorod cũng nhằm mục đích có lợi cho đợt phản công quy mô lớn mà Kiev đã lên kế hoạch từ lâu. Với các hoạt động tấn công phá hoại trên, Nga buộc phải tung lực lượng ngăn chặn và ảnh hưởng tới sự tập trung của Moscow cho chiến trường chính tại miền đông Ukraine. Thực tế là nhiều đơn vị quân sự Nga đã cơ động tới Belgorod, hay mới đây nhất là việc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner tuyên bố đã triển khai một đơn vị tới tỉnh biên giới giáp với Ukraine này. Dù Kiev chưa bao giờ lên tiếng, nhưng một số tổ chức bán vũ trang là Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine cũng hé lộ thông tin về vấn đề này. Người Nga e ngại hoạt động du kích nên họ dừng tất cả các hoạt động của đơn vị chủ lực tinh nhuệ và tăng cường tới vùng Belgorod. Nhiệm vụ của đơn vị là triển khai hoạt động chống phá hoại ở biên giới Nga. Một vấn đề khác là Kiev có thể đang muốn người dân Nga cảm nhận được không khí cuộc chiến đang dần tiến vào lãnh thổ, chứ không phải ở nơi nào đó đằng ngoài lãnh thổ nước Nga. Tuy nhiên, mong muốn trên có vẻ như đã thất bại khi lịch sử nước Nga từ xưa tới nay, việc bị tấn công chỉ làm người Nga đoàn kết hơn và ủng hộ hơn với quyết định mở chiến dịch quân sự đặc biệt của Tổng thống Nga Putin. Vậy Ukraine có muốn tấn công và tạo vùng đệm trong lãnh thổ Nga hay không? Về cơ bản là không. Với các mũi tấn công phá hoại cấp đại đội với sự yểm trợ của số lượng nhỏ phương tiện cơ giới, những hoạt động tấn công chủ yếu là nhằm đánh bóng hình ảnh trên truyền thông và thể hiện quyết tâm kháng cự Nga tới cùng của Kiev để hướng tới những gói viện trợ kinh tế và quân sự mới từ Mỹ và phương Tây hơn là thành công quân sự trên thực địa. Thực tế là toàn bộ đợt tấn công của các nhóm phá hoại từ Ukraine sau đó nhanh chóng bị lực lượng biên phòng, FSB và quân đội Nga đẩy lùi. Liên quan tới hoạt động của nhóm phá hoại xuất phát từ Ukraine, thị trưởng vùng Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov từng nhấn mạnh rằng Nga cần tạo ra một vùng đệm đủ lớn trong tỉnh Kharkov, Ukraine để chống lại các hoạt động phá hoại xuất phát từ lãnh thổ Ukraine. Liệu đây có phải là ý tưởng đúng đắn? Tại mặt trận này, Ukraine mới là bên nắm thế chủ động trên chiến trường và lực lượng quân sự Nga đang là bên thụ động ngăn chặn. Ukraine chắc chắn đã tính tới kịch bản lực lượng Nga có thể tấn công qua biên giới không chỉ từ hướng Belgorod mà còn từ hướng Lugansk để chuẩn bị phương án ngăn chặn. Trong trường hợp này, Ukraine đã có lợi thế với sự chuẩn bị từ trước về mặt trận địa, lực lượng và phương án đáp trả. Nga sẽ không còn lợi thế về trận địa phòng thủ kiên cố đã xây dựng từ trước đó mà phía Ukraine không dễ xuyên phá. Trong khi đó, lực lượng cơ động của Ukraine hiện tại vẫn chưa được bảo toàn cho các hoạt động phản công sau đó. Liệu Nga có rơi vào thế bị phản công như mùa thu năm 2022 khi lực lượng bị căng mỏng trên toàn trận tuyến và bị các đơn vị cơ động Ukraine xuyên phá? Đây là điều Ukraine đang cần để tạo tiếng vang trên truyền thông như bao lần trước đây. Vấn đề này ngày càng nghiêm trọng hơn khi Ukraine chưa giành thêm được chiến thắng đáng kể nào từ mùa thu năm 2022 và còn chịu thêm thất bại nghiêm trọng tại Bakhmut. Ai thắng ai bại chỉ có thể được quyết định trên chiến trường.